Thưa quý vị, phản ánh đến kênh VTC9, người dân tại khu dân cư LA thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, nhiều tháng qua nhà của họ đã bị nước ô nhiễm môi trường, cuộc sống đảo lộn do ảnh hưởng của công trình thi công dự án số 93 Láng Hạ. Thậm chí mới đây, một thanh sắt đang thi công từ công trường đã rơi xuống đâm thủng mái nhà người dân, khiến cho những người dân ở đây hoang mang lo sợ. Phóng viên VTC9 đã có ghi nhận thực tế tại khu dân cư này. Đã mấy hôm nay, dù câu chuyện thanh sắt ở công trường thi công dự án 93 Láng Hạ rơi xuống đâm thủng nhà dân đã được khắc phục, nhưng đối với những người dân ở khu dân cư LA, ngõ 93 Láng Hạ vẫn chưa hết bàng hoàng. Bàng hoàng là bởi họ không dám tin một công trường lớn như thế lại để thanh sắt rơi xuống đâm thủng mái nhà. Công trường có cầu sắt lên thì do chằng buộc không chắc, dùng bằng cầu tháp, chằng buộc không chắc, thì đã rơi thanh thép từ độ cao xuống xuyên thủng mái của tầng 3 xuống sàn tầng 2 của số nhà 15. Và rơi đúng cái số nhà 15, may là các cháu không có ở nhà. Với cái nhà khác trong thời điểm đó thì các cháu đang học online, chắc chắn sự việc còn đáng tiếc hơn là cái nhà vừa rồi. Theo người dân, sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 2. Trong quá trình thi công, một thanh sắt dài khoảng hơn 2 mét đã rơi xuống và đâm xuyên mái nhà của một gia đình sống cạnh dự án này. May mắn thời điểm thanh sắt rơi, không có người ở nhà. Tuy nhiên, người dân cho rằng điều mà họ bất an nhất hiện nay là một thanh sắt khác có thể rơi bất kỳ lúc nào. Ở đây chị bảo bây giờ là nhà hầu như là toàn ở tầng 2. Thế thì mà hầu như đổ mái tôn thôi, nếu mà nó mà rơi phát mà đang ngủ mà vào người thì coi xong luôn. Chỉ biết cái giường người ta ở ngay cạnh đấy, thế mà rơi ngay cái giường, thế nếu mà có người ngủ vào đấy mà rơi thẳng vào giường thì chắc là xuyên thủng bụng, cái đó cái chắc chắn. Và nhất lần đây cái nhà kia bị sắt nó đâm vào đấy, chỉ biết là cái làm thế nào để bảo đảm được cái sự an toàn cho dân ở đây, đấy là cần phải nhà chức trách, những bộ phận là của bên thanh tra xây dựng và thanh tra về cảnh quan môi trường, đấy môi trường đô thị về bụi bặm thì vào. Đang vừa rồi Quốc hội còn họp xong về cái vấn đề cả luật về tài nguyên môi trường, bảo vệ môi trường, đúng không? An toàn xây dựng, những cái này thường có nhiều công trình khác xảy ra cái ảnh hưởng đến cả tính mạng. Bên cạnh đó, từ khi công trình số 93 Láng Hạ thi công, những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều tại các ngôi nhà trong khu tập thể. Vết nhỏ thì như sợi chỉ, vết lớn thì có độ rộng hơn. Thậm chí tuyến đường nằm giữa khu dân cư và công trình xây dựng cũng bị xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay thì đấy thì các anh các chị nhìn đây thì đây trong nhà và ngoài cửa đều nứt cả. Đấy giờ từ tầng dưới lên tầng trên đều các vết nứt, và so với cái ban đầu là chủ đầu tư đã vào khám nghiệm và chụp. Hiện nay là những cái vết nứt đấy nó có rộng phần hơn. Thì cái đấy thì bây giờ nó nứt từ dưới nứt lên, giờ thì cũng chỉ biết là kêu mà cũng chưa thấy là vào lại lần hai để mà xem kiểm tra hậu quả nó đến đâu và mức độ như thế nào. Không những thế, tình trạng ô nhiễm môi trường cũng thường xuyên diễn ra. Ngày cũng như đêm, công trường hoạt động hết công suất. Người dân khu tập thể mất ăn mất ngủ cũng từ hoạt động của công trường. Mặc dù đã nhiều lần đề nghị lên chính quyền địa phương, nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Trước đây đã ra họp ngoài phường rồi chị ạ. Họp phường, có cả phường và cả chủ đầu tư là cũng có họp nhau hết rồi, cũng có nói rồi. Thì họ giải quyết thế nào? Thì họ cứ nờ đi thôi. Ồn thì có ồn cũng kêu rồi, nhưng mà kêu chán như thế, bây giờ chán nó chẳng muốn đơn từ gì nữa. Bởi vì là có ai giải quyết đâu ạ. Dự án 93 Láng Hạ còn có tên là Green Diamond, là tòa nhà tổ hợp thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ chung cư 27 tầng và 3 tầng hầm. Tầng 1 đến tầng 5 có chức năng làm trung tâm thương mại, văn phòng. Từ tầng 6 đến tầng 27, căn hộ tái định cư và thương mại. Đây là dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2, khu Nam Thành Công. Chủ đầu tư dự án là công ty bất động sản Vinaconex.
Thưa quý vị, câu hỏi của dư luận lúc này là vì sao công trường dự án 93 Láng Hạ do Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Vinaconex làm chủ đầu tư là để thanh sắt ở công trường nguy hiểm đang thi công rơi đâm thủng ở mái nhà của người dân. Việc công trường thi công gây nứt người nhà người dân đã được chính quyền địa phương và chủ đầu tư xử lý đến đâu? Pháp lý của dự án này đến mức nào? Chính quyền địa phương và cụ thể là Ủy ban Nhân dân phường Láng Hạ, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói gì về vụ việc này? VTC9 sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị khán giả trong những bản tin tiếp theo. Và nếu như có bất kỳ những thắc mắc hay là những mong muốn, những phản ánh nào thì quý vị và các bạn có thể gửi tới chúng tôi thông qua địa chỉ đó là kênh VTC9 tầng 7, tòa nhà VTC23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hoặc là cũng có thể liên lạc với chúng tôi thông qua fanpage kênh VTC9 và YouTube VTC9, cùng với đó là số hotline 090 1812 999.